anh ấy là ma cấp độ, ai cũng sẽ tưởng anh ấy là một ác quỷ. Nhưng anh ấy lại là một siêu anh hùng của Marvel, rất nổi tiếng. Anh ấy sẽ tuần tra vào giữa đêm, tìm kiếm những kẻ phạm tội, đưa bọn họ vào địa ngục. Nhưng anh ấy không phải sinh ra đã là như vậy. Anh ấy vốn là một con người, là một vận động viên xe mô tô có kỹ thuật đỉnh cao. Rất nhiều năm trước, người bố mà anh ấy yêu quý đã mắc bệnh ung thư. Nhìn thấy người bố đã từng vui vẻ nay bị cơn bệnh hành hạ, anh ấy rất buồn. Lúc này, một ông lão kỳ lạ đã đến tìm anh ấy. Anh ấy không hề chú ý, bóng của ông lão là một con ác quỷ còng lưng. Ông ấy đã đưa ra một lời đề nghị: "Tôi có thể chữa bệnh cho bố cậu, chỉ cần cậu bán linh hồn cho tôi." Chàng trai trẻ tuổi không hề hay biết gì đã đồng ý. Một giọt máu rơi xuống khế ước, từ đó anh ấy đã phải chịu lời nguyền rủa địa ngục. Sáng sớm ngày thứ hai, chàng trai nhìn thấy sắc mặt của bố hồng hào trở lại và đầy sức sống, thật sự đã khỏi bệnh. Anh ấy vô cùng vui mừng. Hôm nay bố định thử một màn biểu diễn mô tô có độ khó cao, nhưng lúc vượt qua vòng lửa đã xảy ra tai nạn, ông ấy đã chết tại nơi biểu diễn. Chàng trai ôm lấy bố, đau lòng cực kỳ. Sau đó anh ấy lại gặp ác quỷ lần nữa. Chàng trai hỏi ông ta một cách phẫn nộ: "Có phải ông đã giết bố tôi không?" Ác quỷ nói: "Tôi bảo sẽ chữa bệnh cho ông ấy, nhưng không có bảo sẽ để ông ấy tiếp tục sống. Nhưng linh hồn của cậu đã thuộc về tôi, đợi khi tôi cần thì tôi sẽ đến tìm cậu." Ông ta đã rời đi, chàng trai chỉ có thể tiếp tục sống với sự hối hận và phẫn nộ suốt quãng đời còn lại. Rất nhiều năm sau, anh ấy đã trở thành tay đua nổi tiếng nhất thế giới, nổi tiếng vì liều mạng, không ngừng thử những màn biểu diễn có độ khó cực cao. Tại vì anh ấy phát hiện mình không thể chết được. Bạn nhìn xem, cho dù bị thương cỡ nào, anh ấy cũng sống sót một cách kỳ diệu. Không ai biết được trong lòng anh ấy đau khổ cỡ nào. Cho đến ngày nay, mối tình đầu của anh ấy đã xuất hiện. Anh ấy dường như đã tìm lại niềm hy vọng của cuộc đời. Nhưng hy vọng luôn đi cùng sự nguy hiểm. Trong buổi tối mà anh ấy đi tìm cô ấy, ác quỷ cũng đã xuất hiện lần nữa. Ông ta nói với người đàn ông: "Bây giờ tôi cần cậu rồi, cậu hãy giúp tôi đi giết một người tên là Black Hat. Nó là con trai tôi." "Ai là Black Hat?" "Ở một vùng ngoại thành gần đó, trời đột nhiên có cơn mưa lửa." Trong bóng tối, một người đàn ông có sắc mặt trắng bệch xuất hiện. Anh ta chính là Black Hat. Anh ta đến từ địa ngục. Mới đến thế giới loài người thì đã giết sạch người của một quán bar. Anh ta dùng tay chạm vào cơ thể của loài người, hút cạn máu của họ khiến họ trở thành xác khô màu xanh. Anh ta đã tập hợp ba ác quỷ tung hoành ở thế giới loài người: Grasil được tạo từ đất, Wallow được tạo từ nước, và Ác Ego bay đến như một luồng khói đen. Thì ra Black Hat muốn giành lấy quyền lực ở thế giới loài người của bố, muốn chiếm lấy thế giới loài người. Còn ma tốc độ chính là con át chủ bài duy nhất của tên ác quỷ này. Người đàn ông vốn không hề muốn giúp ông ta. Anh ta leo lên xe, đột nhiên En phát hiện xe không thể điều khiển nữa. Nó lái đi một mạch đến một nhà kho ở ngoại thành. Người đàn ông rơi xuống sàn, ngã sấp mặt. Sau đó mắt bắt đầu có khói bốc lên, tiếp theo cả người bốc khói. Mỗi bước chân để hẳn lại vết lửa. Sau đó làn da của anh ấy bị đốt cháy. Anh ấy bắt đầu trở thành ma tốc độ. Da của người đàn ông bắt đầu cháy, mỗi một bước chân đều để lại dấu lửa. Anh ta gào thét một cách điên cuồng. Đây là lần biến hình đầu tiên của ma tốc độ, phải thiêu đốt từng mảng da một. Nghĩ thôi cũng biết anh ấy đã phải chịu sự đau đớn tột cùng. Không lâu sau, anh ấy trở thành một bộ xương đang cháy hừng hực. Ma tốc độ cuối cùng thức tỉnh rồi. Black Hat xuất hiện. Ma tốc độ nói với anh ta: "Hãy quay về địa ngục." Lúc này Ác Ego bay đến, đẩy ma tốc độ vào dây xích, nhưng ma tốc độ đã kéo dây xích xuống và dùng dây xích làm vũ khí của anh ấy, ra khỏi nhà kho, lập tức bị Wallow nắm lấy. Sau đó ma tốc độ đã nát bét, không đúng là nát xương. Grasil trong xe bước xuống, cũng không cứng đến thế. Ai ngờ anh ta chưa đi được bao nhiêu bước thì đã bị ma tốc độ kéo lại, đấm bay đi. Grasil đã rơi một mảng mặt ra. Anh ta muốn bỏ chạy, nhưng lại bị ma tốc độ dùng dây xích trói lại, bị thiêu thành gạch ngay tại chỗ, vỡ ngay tại chỗ. Lúc này những tên ma khác đã bỏ chạy. Ma tốc độ đến bên chiếc xe mô tô của bản thân, dùng tay sờ vào, xe mô tô bắt đầu cháy lên, trở thành chiếc xe địa ngục. Leo lên nó, tiến thẳng về phía trước. Anh ấy bắt đầu tuần tra. Không lâu sau đó, ma tốc độ đã tìm được một tên cướp. Anh ta đang lấy dao định giết một người phụ nữ. Ma tốc độ xuất hiện, giúp cô gái rời đi, rồi bắt lấy tên cướp. Tên cướp sợ hãi cực kỳ, đã dùng dao đâm vào vai ma tốc độ. Sau đó dao đã tan chảy ra. Ma tốc độ bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu với tên cướp, đôi mắt thấu suốt tội lỗi. Chiêu này được dùng như thế này: ma tốc độ nhìn thẳng vào mắt của tội phạm. Hai người họ đều nhìn thấy tội ác mà đối phương đã thực hiện, và khiến cho linh hồn của tội phạm cảm được sự đau khổ của người bị hại bởi bản thân. Sau khi xong chuyện, mắt của tên cướp đã trở thành hai hòn than, linh hồn được đưa vào địa ngục. Sau đó trời sáng, ma tốc độ đến bên một ngôi mộ. Khi ánh mặt trời rọi lên người, anh ấy dần dần trở lại dáng vẻ con người. Anh ấy bò đến mộ của bố một cách đau khổ và đã ngất đi ở đây. Khi anh ấy tỉnh lại, cổ họng khát khô. May là kế bên có rất nhiều ly nước, anh ấy uống một cách điên cuồng. Anh ấy phát hiện đây hình như là một nhà thờ. Đi ra ngoài, phát hiện là một người gác mộ đã cứu anh ấy. Người gác mộ khá kỳ quặc, dường như biết hết mọi bí mật trên người anh ấy. Người đàn ông cảm ơn ông ta rồi rời đi. Về đến nhà, lại bị cảnh sát bắt lấy. Thì ra cảnh sát đã tìm được biển số xe của anh ấy ở ven đường, nhận định anh là kẻ đã gây ra một loạt vụ án mưu sát. Người đàn ông một mực phủ định, nhưng họ không những không tin, còn nhốt anh ấy vào tù. Lúc vào trong tù đã là buổi tối, người đàn ông bắt đầu cảm thấy cơ thể khó chịu. Tại vì xung quanh đều là tội phạm, mà tốc độ cảm nhận được tội lỗi của họ nên bắt đầu thức tỉnh. Người đàn ông năn nỉ cảnh sát đừng vứt anh ấy vào, nhưng người ta sao mà nghe theo được. Trong cơ thể người đàn ông chứa ma tốc độ, chỉ cần gặp người có tội thì sẽ thức tỉnh. Trong tù những tên tội phạm đã nhận ra anh ấy, họ đã từ từ bao vây anh ấy lại. Quả nhiên bọn tội phạm đã ra tay. Người đàn ông bị đánh bắt đầu cười điên cuồng. Một người thanh niên muốn ngăn cản, bị đấm ngã lăn ra. Tội phạm vứt người đàn ông xuống sàn, đánh hội đồng. Sau đó ma tốc độ đã thức tỉnh. Những tên tội phạm đã bị hạ gục hết ngay trong tức khắc. Trước khi ma tốc độ rời đi, chỉ vào cậu thanh niên duy nhất còn lại trong tù,
cậu vô tội, chỉ cần vung ngón tay, cửa liền tan chảy. Mà tốc độ lái xe mô tô rời đi, chưa đi được bao lâu thì bị xe cảnh sát bao vây. Anh ấy đã nhảy thẳng vào nước, nước sẽ dập tắt lửa của anh ấy sao? Không, anh ấy trồi lên mặt nước, phóng xe mà đi. Mà tốc độ tiếp tục tìm Black Hat để giết. Black Hat bảo Áp Igor chặn anh ấy lại. Áp Igor xuất hiện, lại khiêu khích Ma Tốc Độ. Anh ta bay đi bay lại, Ma Tốc Độ ở dưới mặt đất không bắt được hắn. Nhưng đừng xem thường Ma Tốc Độ, anh ấy bốc đầu xe lên, từ mặt đất lái lên tòa nhà cao ốc, lái thẳng lên lầu cao nhất, lên đến sân thượng. Áp Igor xuất hiện bị Ma Tốc Độ bắt lại, nhưng lại nhanh chóng bay mất đi. Gió không thể nào bắt được đâu. Không ngờ Ma Tốc Độ thiêu cháy sợi dây xích, dùng sợi dây xích tạo thành gió lốc hút Áp Igor vào, dùng lửa địa ngục đốt hắn thành than. Ma Tốc Độ lại tiêu diệt thêm một tên nữa. Ngoài ra, Black Hat vì bắt đầu lo sợ về sức mạnh của Ma Tốc Độ, bèn lén lút tìm đến người phụ nữ của anh ấy. Ma Tốc Độ đến để cứu người, anh ấy bắt lấy Black Hat, dùng tuyệt chiêu với hắn, đôi mắt thấu suốt tội lỗi. Nhưng chiêu này lại không có tác dụng với Black Hat, tại vì Black Hat không có linh hồn. Black Hat hạ gục Ma Tốc Độ, bảo anh ấy đi tìm người gác mộ, lấy bản khế ước bị phong ấn, đến làng San Venanger để tìm hắn, để đổi lấy tính mạng của bạn gái anh ấy. Cho nên Ma Tốc Độ đã đi tìm người gác mộ. Người gác mộ lấy khế ước ra, nói: "Tôi chính là Ma Tốc Độ đời trước, tôi có thể đưa cho cậu, tại vì tôi tin tưởng ý chí của cậu." Ma Tốc Độ cảm ơn ông ấy rồi xuất phát. Không ngờ người gác mộ bảo: "Để tôi tiễn cậu." Ông ấy huýt sáo. Trong cơn sương mù có một chú ngựa già chạy ra, ông lão leo lên ngựa, đeo nón cao bồi vào và trở thành Ma Tốc Độ. "Chúng ta đi thôi." Hai bộ xương rực lửa đang vụt bay đi trong màn đêm, ngựa và xe vút bay đi cực kỳ ngầu, cuối cùng cũng đến làng San Venanger. Người gác mộ đã cho nam chính một cây súng rồi quay đầu rời đi. Ông ấy bảo: "Tôi đã dùng hết lần biến hình cuối cùng rồi, tôi phải đến nơi tôi nên đến." Sau đó ông ấy đã biến mất trong bóng tối. Ma Tốc Độ tiếp tục tiến về trước, bị Oa Lâu kéo vào trong một hồ nước. Oa Lâu tưởng rằng bản thân đã hạ gục được Ma Tốc Độ, đột nhiên Ma Tốc Độ bùng cháy trở lại, thiêu đốt Oa Lâu thành hơi nước. Anh ấy đã đến làng San Venanger, đi đến trước mặt Black Hat, hai người chiến đấu với nhau. Nhưng Ma Tốc Độ đã bị Black Hat hạ gục nhanh chóng. Trời dần dần sáng lên, ánh mặt trời rọi xuống người Ma Tốc Độ, lửa địa ngục đã bị dập tắt. Nhân lúc này, Black Hat lấy khế ước ra, ngay tức khắc, toàn bộ ác ma ở làng San Venanger đều nhập vào cơ thể của Black Hat. Hắn đã trở thành ác ma cực kỳ mạnh, tích tụ những nỗi ai oán trong người. Ma Tốc Độ lấy ra cây súng mà đời trước đã giao cho anh ấy, nhưng đã hết đạn một cách nhanh chóng. Thế mà khi anh ấy đưa súng vào bóng râm, thì trong tay anh ấy lại có ngọn lửa địa ngục rực cháy, biến cây súng thành súng địa ngục. Black Hat hồi phục từ từ, hàng vạn linh hồn ác ma tích tụ lại. Người đàn ông đi vào bóng tối, hóa thân thành Ma Tốc Độ một lần nữa, nắm lấy Black Hat. Anh ấy dùng đôi mắt thấu suốt tội lỗi một lần nữa. Lần này trong cơ thể Black Hat tích tụ đầy linh hồn tội lỗi, hắn bị lửa địa ngục thiêu đốt. Sau khi cảm nhận hết nỗi đau khổ của người bị hại, bị đưa vào địa ngục, mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc. Lão ác quỷ già lại xuất hiện. Ông ấy cảm ơn Ma Tốc Độ và muốn thu hồi lại lửa địa ngục. Không ngờ người đàn ông đã từ chối. Anh ấy chọn cách chịu đựng lời nguyền này để đối đầu với ác quỷ. Sau đó Ma Tốc Độ tiếp tục tuần tra tội ác trong những màn đêm. Anh ấy dùng hình dáng của ác quỷ để chấp hành nhiệm vụ của thiên sứ. Đối với tội phạm, anh ấy thật sự rất đáng sợ. Nhưng đối với chúng ta mà nói, anh ấy quá ngầu.